hay nghe AirPods khi mua iPhone vào năm 2020. Theo Mark Rumors, Apple đang lên kế hoạch cho một sự thay đổi lớn trong năm tới. Cụ thể một số nguồn dò gì đáng tin cậy đã cho biết, táo khuyết sẽ tặng kèm tai nghe AirPods trong hộp của những chiếc iPhone được ra mắt trong năm sau. Không chỉ vậy, nguồn tin này còn tiết lộ rằng một số hãng khác như Samsung, Xiaomi cũng sẽ làm điều tương tự, nhằm mục đích nhân rộng tập người dùng tai nghe không dây, qua đó có thể sẽ biến tai nghe không dây trở thành dĩ vãng. Tuy nhiên, Hiện vẫn chưa rõ Apple và các hãng smartphone sẽ tích hợp tai nghe không dây loại nào cho sản phẩm của mình. Đối với Apple, dòng tai nghe AirPods không dây rẻ nhất mà hãng đang phân phối có giá từ 159 đô la Mỹ và ít có khả năng họ sẽ đi kèm một phụ kiện đắt đỏ như vậy mà không nâng giá bán iPhone lên một cách rõ rệt. Cũng có ý kiến cho rằng Apple sẽ tạo ra một dòng AirPods phổ thông mới với chất lượng và giá bán thấp hơn mức tiêu chuẩn để tặng kèm người mua iPhone, còn bản AirPods cơ bản và AirPods Pro vẫn được bán rời bên ngoài với mức giá cao. Sau hơn 3 năm được ra mắt, tai nghe AirPods của Apple đã trở thành tai nghe không dây phổ biến nhất trên thế giới và cũng là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất. Sự thành công của Apple cũng trở thành nguồn động lực mạnh mẽ để các hãng smartphone khác như Samsung, Xiaomi cùng tiến rất sâu vào thị trường tai nghe không dây, vốn bị bỏ quên khoảng hơn 2 năm về trước.